Em có sống chung với mẹ chồng hay không, nhưng khi em quen nhau và em nói là nguyên tắc của em là không ở cùng với mẹ của anh thì người ta cũng chẳng yêu em nữa đâu. Tại vì một khi đàn ông đã thương mẹ thì họ sẽ thương rất nhiều. Em có nói cái câu mà anh không hài lòng lắm đó là mẹ anh chính là vấn đề lớn nhất cản trở tình cảm nếu như chúng ta bắt đầu. Em nói vậy coi như là bao nhiêu công đức sinh thành nuôi dưỡng dưỡng dục là nó mất sạch. Nghe nó cạn tàu ráo máng lắm kìa. Rồi em mới là người vợ sau này đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời. Vậy thì cái phần đời lúc đầu không có em thì ai đồng hành với anh? Ai là người cho anh bữa cơm giấc ngủ để bây giờ lớn lên yêu em? Sao em kêu là bây giờ em sẽ chọn em đi bỏ mẹ đi? Đâu có được. Em nhấn mạnh rất nhiều lần cái chuyện em là người con gái hiện đại. Anh nghĩ người hiện đại thì phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Cái suy nghĩ của em là suy nghĩ bồng bột. Em nói thanh xuân của em chỉ đến một lần trong đời. Vậy có bao giờ em nghĩ thanh xuân của người mẹ chính là người con trai đó không? Cô ấy cũng đã hy sinh cả thanh xuân của mình.